Biết hết rồi. Làm gì nữa? Mấy đợt sao biết làm hết rồi. Mình nó chưa biết làm gì. Em bây giờ Mà thẳng học vào khóa phòng đắt đi. tiền nhất, khóa 54 triệu. Ừ. Rồi. Học đủ đủ các Vào kiểu môn. này nữa. Tắt kinh như này. Quá mà. Chia này là 2 là 3. Chia là 2 thôi. Thank you.